Ngày 8 tháng 3, dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tinh thần, tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và hiệu quả. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới kinh tế số, kinh tế sáng tạo, phát triển năng lượng, thúc đẩy đầu tư bền vững. Theo khảo sát về đầu tư kinh doanh năm 2021 của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, có gần 80% thành viên tham gia khảo sát đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng chung và dài hạn tại thị trường Việt Nam. Nhiều đại biểu và doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển lớn của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch hiệu quả và việc triển khai thành công chiến lược vaccine của Việt Nam, khẳng định sẽ mở rộng đầu tư kinh doanh và mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam. Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi và tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại giữa hai quốc gia với hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp phấn khởi khi thấy Việt Nam có cam kết tuyệt vời tại COP26 và mong muốn tiếp tục phát triển lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, góp phần giúp Việt Nam thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tự tin mở cửa và phục hồi phát triển kinh tế. Thủ tướng chia sẻ, năm 2022, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Việt Nam dành ngân sách 4% GDP để quyết tâm thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2023, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Một là tăng cường cái năng lực y tế, nhất là năng lực y tế dự phòng và năng lực y tế cơ sở. Cái thứ hai là làm cái an sinh xã hội. Vì quan điểm của chúng tôi là không hy sinh cái công bằng và tiến bộ xã hội để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Cái chiến lược, cái quan điểm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của chúng tôi là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp bằng lãi suất, bằng phí, rồi bằng các cái điều kiện khác. Rồi dành cái nguồn lực này cho cái ba cái đột phá chiến lược, đặc biệt là cái hạ tầng, tập trung cho cái hạ tầng giao thông, hạ tầng chống biến đổi khí hậu và hạ tầng về kinh tế xã hội, như mục tiêu là phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng nhấn mạnh là một trong những nước chịu tác động lớn nhất. Việt Nam xác định đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đã rất tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã nghiêm túc và nhanh chóng triển khai thực hiện cam kết tại hội nghị COP26 thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia ngay sau hội nghị do trực tiếp Thủ tướng làm trưởng ban. Việt Nam tiếp cận vấn đề này theo hướng toàn cầu và toàn dân, kêu gọi đoàn kết quốc tế và công bằng công lý để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cái này là toàn cầu thì chúng ta phải làm, không thể ai đứng ngoài cuộc cái này. Và chúng tôi mặc dù là một đất nước trải qua chiến tranh, một đất nước trải qua rất nhiều cái khó khăn như vậy, bị bao vây, bị cấm vận, chúng tôi phải vươn lên. Và bây giờ cái biến đổi khí hậu này chúng tôi phải tham gia, phải cam kết như là các nước phát triển. Thế thì chúng tôi mong cái sự giúp đỡ của các bạn. Cái thứ nhất là về cái thể chế, chúng ta cùng nhau xây dựng cái thể chế làm sao cho nó phù hợp với lại cái thể chế chính trị Việt Nam, phù hợp với cái xu thế phát triển của thế giới và phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Cái thứ hai là giúp chúng tôi về cái tiếp cận các cái nguồn tài chính xanh. Và cái thứ ba là tiếp cận cái công nghệ xanh, công nghệ sạch để phát triển. Và cái thứ tư là cái đào tạo nguồn nhân lực xanh. Và cái thứ năm là cái quản trị xanh. Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang tập trung cho chuyển đổi số, đặt mục tiêu xây dựng chính phủ số, công dân số, phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Đây là đòi hỏi cấp bách và là tất yếu khách quan trong xu thế phát triển hiện nay. Thủ tướng tin tưởng Việt Nam Hoa Kỳ sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra phù hợp với xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi nước, quan tâm tới lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, hòa giải các khó khăn thách thức, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng, bình đẳng và hiệu quả. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và đại diện một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách tích cực hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ trong bối cảnh khó khăn do COVID-19.
bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phòng chống dịch với tỷ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới và việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh của Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ trân trọng các ý kiến phát biểu, thể hiện tình cảm, sự chia sẻ, tin tưởng, trách nhiệm, tâm huyết của các doanh nghiệp Hoa Kỳ với Việt Nam. Với một số kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, vaccine và thuốc điều trị COVID-19, nâng cao năng lực y tế, ứng phó với các dịch bệnh, logistics, Thủ tướng giao các bộ ngành khẩn trương xử lý theo chức năng thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của Việt Nam là phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và tinh thần của chính phủ Việt Nam là luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện và đồng hành để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư kinh doanh thuận lợi, lâu dài và phát triển tại Việt Nam.